và điều trị rối loạn nhịp tim của đường ruột không dùng. Hiện nay, quý khách sử dụng phần mềm Misa Mimosa đều có thể dễ dàng tra cứu tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ, chức năng trên phần mềm và được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng qua các kênh hỗ trợ Misa. 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng online. Đây là bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng online giúp anh chị tìm hiểu và tra cứu được các nghiệp vụ, tính năng và những vấn đề thường gặp trên phần mềm. Trên giao diện phần mềm, tại các phân hệ hay chứng từ đang làm, anh chị bấm ngay vào phím F1 trên bàn phím hoặc bấm vào nút giúp để mở lên được trang nội dung hướng dẫn của Misa cho chức năng, nghiệp vụ đó. Ngoài ra, anh chị cũng có thể tìm kiếm trang tài liệu trên trình duyệt web bằng link helpmimosa2022.misa.vn. Anh chị có thể bấm vào các phân hệ hoặc search từ khóa tại ô tìm kiếm để xem nội dung chi tiết. 2. Kênh video hướng dẫn trên YouTube. Đây là kênh video YouTube hướng dẫn sử dụng và xử lý tình huống thường gặp trên phần mềm Misa. Tại trang YouTube, anh chị tìm kiếm kênh Kế toán hành chính sự nghiệp Misa. Anh chị nên vào kênh, nhấn đăng ký và kèm nút chuông thông báo để theo dõi nhiều video hướng dẫn mới nhất. 3. Cộng đồng hỗ trợ Misa qua Facebook. Đây là kênh cộng đồng hỗ trợ người sử dụng phần mềm Misa và là kênh đang được rất nhiều người dùng ưa chuộng. Tại đây, anh chị có thể đăng câu hỏi, khó khăn, vướng mắc về phần mềm. Sẽ được đội ngũ Misa hỗ trợ và giải đáp hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, đây cũng là cộng đồng kế toán nên anh chị có thể đăng câu hỏi, thảo luận kế toán để trau dồi thêm kinh nghiệm nhé. Hãy tham gia vào group Facebook Cộng đồng hỗ trợ Misa Mimosa ngay từ hôm nay. Ngoài ra, anh chị có thể truy cập nhanh cộng đồng bằng cách bấm vào mục Tư vấn sử dụng, chọn đến Cộng đồng hỗ trợ miễn phí phần mềm Misa Mimosa trên giao diện phần mềm. 4. Đào tạo giải đáp trực tuyến qua Zoom. Hàng tuần, Misa đều tổ chức đào tạo và giải đáp trực tuyến thắc mắc qua Zoom với nhiều chủ đề khác nhau. Để xem thông tin, lịch tổ chức hàng tuần, anh chị truy cập vào link mili.vn/zoommisa và tham gia nhé! 5. Diễn đàn Misa. Anh chị truy cập vào địa chỉ forum.misa.vn để tra cứu hoặc đăng chủ đề cần giải đáp trên diễn đàn. 6. Chat trực tuyến với nhân viên hỗ trợ Misa. Đây là kênh hỗ trợ được tích hợp trực tiếp trên phần mềm Misa, giúp chat nhanh đến nhân viên tư vấn Misa chỉ với một cái lít chuột. Để sử dụng, anh chị bấm vào biểu tượng hộp thoại chat trên giao diện phần mềm, hoặc vào menu trợ giúp và chọn chat với nhân viên tư vấn của Misa. Sau đó, anh chị chat ngay vấn đề vướng mắc cần được hỗ trợ. Nhân viên tư vấn Misa sẽ phản hồi và giải đáp một cách kịp thời và nhanh chóng nhất. 7. Tổng đài tư vấn Misa. Nếu cần hỗ trợ khẩn cấp, anh chị có thể liên hệ tổng đài 1900 8677 để có thể trao đổi với nhân viên tư vấn và hỗ trợ khách hàng Misa. Cước phí gọi điện là 1.000 đồng trên 1 phút anh chị nhé. Như vậy, Misa vừa giới thiệu qua các kênh hỗ trợ Misa giúp sử dụng tốt phần mềm kế toán Misa Mimosa. Misa xin điểm lại các kênh như sau. Tài liệu hướng dẫn sử dụng online, kênh video hướng dẫn trên YouTube, cộng đồng hỗ trợ Misa qua Facebook, đào tạo giải đáp trực tuyến qua Zoom,
diễn đàn MISA, chat trực tuyến với nhân viên hỗ trợ MISA, tổng đài tư vấn MISA. Với mong muốn mang lại hiệu quả khi sử dụng phần mềm, MISA luôn sẵn sàng phục vụ quý anh chị với tinh thần tận tình nhất. Chúc anh chị sức khỏe và thành công! Kem đánh răng PS muối hồng và hoa cúc mới, khai phóng sức mạnh. Dạ vâng ạ. Em chào mừng tất cả các anh chị đã đến với buổi Zoom sáng thứ tư của hôm nay của MISA. Em xin được chúc tất cả các anh chị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Em xin tự giới thiệu, em là Thảo, là nhân viên tại trung tâm tư vấn của MISA. Và đồng hành cùng em và các anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ có bạn Châu sẽ hỗ trợ các anh chị ở trong khung cửa sổ chat nhé. Để hiện tại thì các anh chị cũng đang hoàn thành báo cáo đối chiếu quý 2 để nộp lên kho bạc thông qua hệ thống dịch vụ công đúng không ạ? Thì bên em cũng đang tổ chức liên tục các cái buổi Zoom để hướng dẫn cho các anh chị cách mình sẽ thực hiện xuất khẩu báo cáo và nộp lên dịch vụ công mà mình không phải nhập tay như trước đây, ở trong thời điểm những lần đầu tiên mà mình thực hiện nộp báo cáo cho kho bạc nữa. Thì trước khi đi vào với nội dung trong buổi ngày hôm nay thì em sẽ kiểm tra âm thanh một chút nhé. Các anh chị nghe rõ âm thanh rồi thì chat trong khung chat là ok với em ạ. Và các anh chị phản hồi trong khung chat nếu như đã nghe rõ âm thanh nhé. Em đảm bảo tất cả các anh chị trong buổi Zoom tham gia sáng ngày hôm nay sẽ nghe rõ những nội dung em chia sẻ ạ. Vâng ạ, thì nội dung hôm nay thì em cũng đã có trao đổi với các anh chị liên quan tới phần xuất khẩu và nộp báo cáo rồi. Thế còn nếu như anh chị gặp vướng mắc liên quan tới phần số liệu hay là các anh chị đang còn vướng mắc ở nội dung nào khác nữa thì nhờ các anh chị chat cụ thể vào trong khung chat để bạn Châu sẽ hướng dẫn cho các anh chị nhé. Vâng, và để tiện cho các anh chị theo dõi trong nội dung buổi ngày hôm nay thì em sẽ có một cái file Word để gửi cho các anh chị vừa nghe em trao đổi mà cũng vừa xem luôn cái nội dung hướng dẫn ở trong file Word nhé. Thì một là các anh chị có thể lấy đường link em đang để ở trên, em đang gõ ở trên khung cửa sổ trò chuyện ấy ạ. Hai là anh chị nào mà vào bằng điện thoại ấy, anh chị có thể lên cái trình duyệt máy tính của đơn vị mình, trình duyệt web của mình, gõ mili.vn gạch chéo nhập khẩu MISA DVC. Đấy, cũng đúng, gõ đúng cái đường link mili.vn gạch chéo nhập khẩu MISA DVC rồi nhấn Enter thì cũng sẽ ra cái đường link em file Word em đang có để trên màn hình để các anh chị tiện theo dõi luôn. Vì trong này bên em cũng sẽ có các cái đường link hướng dẫn cho các anh chị, đồng thời cũng
có những cái phần lưu ý cho các anh chị để anh chị xem luôn, mình nắm được là đơn vị mình đang gặp trường hợp nào để mình xử lý trong trường hợp đó nhé. Vâng, và trước khi đi vào với nội dung trong buổi ngày hôm nay thì em lưu ý với các anh chị một chút ạ. Vì phòng Zoom của bên em là phòng Zoom công khai và cũng có phát trực tiếp trên YouTube. Chính vì vậy mà để đảm bảo bảo mật dữ liệu cho đơn vị thì các anh chị lưu ý là mình không chat cái thông tin, đặc biệt là thông tin số UltraView vào tới mọi người hay là tới everyone ở trong phòng Zoom nhé. Thì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được cái thông tin máy tính của đơn vị mình. Chính vì vậy mà sẽ không đảm bảo tính bảo mật của đơn vị nữa. Nên là các anh chị lưu ý giúp em nhé. Khi nào bên em trao đổi với các anh chị là nhờ anh chị chat Ultra thì khi đó các anh chị mới chat riêng cho bên em. Còn lại các trường hợp mà bên em đang hướng dẫn các anh chị thì các anh chị lưu ý tuyệt đối không chat UltraView tới mọi người. Vì có rất nhiều trường hợp các anh chị trong các nhóm Zalo là chat như vậy là có kẻ xấu đột nhập vào là lấy cắp dữ liệu của đơn vị đấy ạ. Nên là các anh chị lưu ý trường hợp này bên em đã từng gặp rồi. Nên là các anh chị lưu ý giúp em nhé. Đó là cái phần lưu ý quan trọng mà em cũng muốn trao đổi với các anh chị. Không để các anh chị đợi lâu nữa thì em sẽ vào với nội dung buổi ngày hôm nay luôn nhé. Thì phần xuất khẩu và nộp báo cáo thì đương nhiên mình sẽ có hai bước đúng không ạ? Bước 1 là mình sẽ thực hiện xuất khẩu báo cáo đối chiếu từ phần mềm MISA ra. Và bước số 2 là mình sẽ thực hiện nhập khẩu cái báo cáo đó lên dịch vụ công. Vậy thì bước 1 mình sẽ thực hiện xuất khẩu báo cáo như thế nào? Thì hiện nay trên phần mềm MISA bên em đã đáp ứng được cái yêu cầu đó là xuất khẩu được báo cáo đối chiếu lên dịch vụ công. Vậy thì phần mềm đáp ứng của bên em là phần mềm MISA Mimosa 2022 các anh chị nhé. Từ phiên bản R2 trở lên. Đây ạ, em có sẽ chụp cái ảnh này lại để các anh chị sẽ xem nhé. Đây ạ, bên em đang đáp ứng ở phần mềm MISA Mimosa 2022 từ R2 trở lên ạ. Đây, các anh chị thấy trên màn hình của mình mà có cái biểu tượng phần mềm này rồi là được rồi ạ. Đó là anh chị biểu tượng đó rồi, xong anh chị vào phần mềm và chọn trợ giúp giới thiệu để mình xem cái phiên bản của mình là phiên bản bao nhiêu. Như của em phiên bản đang phiên bản mới nhất là R6.2. Sẽ hỗ trợ các cái tính năng của anh chị tốt hơn thì anh chị nên nâng cấp lên phiên bản mới nhất là R6.2. Còn không thì mình hết hạn nâng cấp rồi thì mình từ phiên bản R2 thì cũng được ạ. Rồi ạ, trước tiên đó là về đáp ứng phần mềm. Thì các anh chị xem giúp em là trên máy tính của các anh chị đã phần mềm 2022 chưa, từ R2 trở lên chưa. Anh chị có rồi thì chat trong khung chat số 1 giúp em nhé. Anh chị nào chưa có thì chat vào trong khung chat là chưa, để bên em sẽ gửi cái hướng dẫn nâng cấp phần mềm lên cho các anh chị ạ. Anh chị đã có phần mềm Mimosa 2022 từ R2 trở lên là được ạ. Rồi có anh chị trường mầm non Phú Quang đang chưa được ạ. Vâng, thế em sẽ gửi cái hướng dẫn nhé. Nhưng mà cái phần nâng cấp này là khi các anh chị còn hạn thì mình mới nâng cấp ạ. Tức là anh chị vào phần trợ giúp này. Còn nếu như các anh chị hết hạn nâng cấp rồi thì cũng không thể nâng cấp được ạ. Anh chị vào trợ giúp giới thiệu nhé. Mình nhìn xem cái hạn bảo hành nâng cấp giấy phép sử dụng của mình là thời điểm nào. Khoảng thời điểm từ 30 tháng 6 2022 thì mình sẽ được nâng cấp lên phiên bản mới nhất của bên em, R6.2. Cái đường link bộ cài của bên em thì em cũng đã có gắn trên file Word rồi, thì anh chị có thể tích vào file Word nhé. Còn em sẽ được gửi cái đường link bộ cài 2022 ở trong cửa sổ chat ạ. Anh chị sẽ tích vào để tải bộ cài về, sau đó thực hiện cài đặt. Phần cài đặt và cũng khá là đơn giản ấy. Thì em sẽ gửi cái hướng dẫn ở trong khung chat và có đính lên file Word để các anh chị sẽ xem cái hướng dẫn và thao tác giúp em nhé. Vì em thấy hiện tại thì chủ yếu các anh chị cũng đã nâng cấp lên nữa nên em sẽ không tập trung vào cái phần này. Em sẽ tập trung để hướng dẫn các anh chị cách mình sẽ xuất khẩu báo cáo và nhập khẩu báo cáo ạ. Còn
Còn nếu trong quá trình cài đặt mà các anh chị có vướng mắc ở phần nào thì anh chị phản hồi lại để bên em hỗ trợ hướng dẫn nhé. Rồi, anh chị ở trường mầm non Phú Quang, anh chị lấy cái đường link bộ cài 2022 giúp em ạ. Sau đó thì em sẽ gửi luôn cái hướng dẫn cài đặt nhé. Và là tốt nhất thì anh chị vào cái file Word mà em vừa gửi cái đường link ở ngay đầu buổi ấy. Anh chị tích vào thì sẽ có hết tất cả các đường link mà bên em đã đính lên. Thì anh chị lấy trong đấy thì nó dễ hơn. Rồi ạ. Còn anh chị nào mà ở phần mềm 2020 nữa không ạ? Thì anh chị làm theo cái hướng dẫn của em nhé. Thế là tức là các anh chị khác ngoài anh chị ở trường mầm non Phú Quang ra, các anh chị khác là đều nâng cấp lên 2022 rồi đúng không ạ? Nếu như vậy, đấy là yêu cầu đầu tiên, đó là đáp ứng của phần mềm là mình từ phiên bản 2022R2 trở lên. Vâng ạ. Vậy thì khi mình đã có phần mềm MISA MIMOSA 2022 rồi thì mình sẽ thực hiện xuất khẩu cái báo cáo đối chiếu mẫu 01A02A để nộp cho dịch vụ công đúng không ạ? Nộp cho kho bạc. Vậy thì cái cách in báo cáo thì chắc hẳn là các anh chị cũng đã nắm được rồi. Thì mình sẽ đăng nhập vào phần mềm này, sau đó mình tích vào mục báo cáo và mình chọn tương ứng cái mẫu 01A và 02A của đơn vị nhé. Mình sẽ tích vào báo cáo đối chiếu này và chọn mẫu số 01A. Mẫu số 01A thì mình chọn theo các cái thông tin liên quan tới phần tham số. Lựa chọn thì các anh chị lưu ý giúp em này. Thời gian thì đương nhiên mình sẽ phải chọn quý 2 rồi, vì bây giờ mình đang đối chiếu quý 2 đúng không ạ? Rồi, các cái phần liên quan tới nguồn chương khoản cấp phát loại kinh phí thì tất cả đúng không ạ? Chương trình mục tiêu dự án thì để tổng hợp. Thì tốt nhất là các anh chị để cái phần này các anh chị để tất cả giúp em ở phía dưới thì nó cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của mình. Mình tích vào cái chữ tất cả giúp em ở đây. Rồi ạ. Mẫu báo cáo thì mình lưu ý là mình sẽ chọn mẫu theo Nghị định 11. Một số anh chị thì đang để cái mẫu tùy chỉnh ấy, thì là mình bỏ cái mẫu tùy chỉnh đi mà mình chọn lại cái mẫu theo Nghị định 11 giúp em nhé. Vâng ạ, sau đó mình tích vào chữ đồng ý. Rồi, khi mình tích vào chữ đồng ý ở đây thì mình đã in được cái báo cáo đối chiếu quý 2 của mình ở trên phần mềm. Số liệu của các anh chị mà đã khớp với số liệu kho bạc gửi về cho anh chị rồi thì các anh chị sẽ thực hiện xuất khẩu cái báo cáo đó ra bằng cách mình tích vào phía, anh chị nhìn phía trên nhé, sẽ có cái mục là xuất khẩu dữ liệu đối chiếu ở đây, thì mình sẽ tích vào để mình xuất khẩu ra giúp em được không ạ? Để anh chị tích vào ở đây và các anh chị sẽ chọn cái thư mục mà mình lưu báo cáo, ví dụ như em để ngoài màn hình của em chẳng hạn, em tạo một cái folder, một cái thư mục ở ngoài màn hình, em sẽ lưu cái này, lưu báo cáo quý 2 chẳng hạn. Đó. Sau em cho vào trong và em đặt tên cái mẫu này là mẫu 01A. Sau đó mình tích vào chữ save được không ạ? Đó, thì phần mềm sẽ báo là xuất khẩu thành công. Bạn có muốn mở thư mục xuất khẩu không thì mình tích có giúp em. Thì trong này sẽ có cái mẫu số 01A của mình. Thì tương tự như vậy cho mẫu số 02A thì anh chị sẽ tích chọn mẫu 02A vào đây và mình sẽ chọn các tham số giống hệt với tham số của mẫu 01A, đó là về thời gian này và nguồn chương khoản cấp phát. Tức là cái phần mục lục ngân sách đấy ạ, loại kinh phí này, rồi chương trình mục tiêu dự án. Còn cái mẫu báo cáo thì các anh chị lưu ý là mình sẽ chọn mẫu theo thông tư 18 nhé. Thực ra thì đối với phiên bản hiện tại thì các anh chị có thể chọn cả mẫu theo nghị định 11 cũng được. Nhưng mà một số anh chị ấy, ở phiên bản thấp hơn, phiên bản R6.2 thì cái phần đó thì bên em đang chưa đáp ứng được cái phần theo nghị định 11. Nên là tốt nhất thì các anh chị nên chọn thông tư 18 hết giúp em. Về bản chất thì thông tư 18 là thông tư mới nhất, thì anh chị có đối chiếu theo thông tư 18 á. Số liệu thì nó cũng không khác nhau, mẫu thì nó cũng như thế, thì anh chị cứ chọn mẫu theo thông tư 18 giúp em nhé. Vậy. Sau đó thì anh chị cũng vào và nhìn thấy cái chữ xuất khẩu dữ liệu đối chiếu, thì anh chị tích vào và mình sẽ thực hiện gõ mẫu số, đặt tên là mẫu số 02A và tích chữ save. Thì phần mềm sẽ báo là xuất khẩu thành công, bạn có muốn mở thư mục xuất khẩu không? Thì mình tích có giúp em để mình sẽ nhìn thấy được cái thư mục xuất khẩu của mình, đúng không ạ? Thì như vậy là em đã xuất khẩu thành công hai cái mẫu báo cáo, mẫu 01A và mẫu 02A trên phần mềm MISA MIMOSA 2022 rồi. Thì
thì anh chị xem là vừa rồi em hướng dẫn các anh chị có kịp thao tác không, thì anh chị phản hồi trong khung chat là số 1 hoặc là ok nếu các anh chị đã thao tác xuất khẩu được hai mẫu báo cáo này ạ. Thì hiện tại phần mềm bên em đang hỗ trợ xuất khẩu ở hai mẫu này nhé, mẫu 01A và mẫu 02A. Còn mẫu 06 thì hiện tại là các anh chị sẽ nhập tay trên dịch vụ công giúp em ạ. Mẫu 06 thì em thấy cũng đơn giản đấy, mình chỉ có số liệu liên quan tới tài khoản ngân hàng kho bạc thôi, nên là các anh chị thao tác bằng tay giúp em nhé. Em thấy chị Diệu Linh và chị Trần Thị Tươi đã ok rồi ạ. Các anh chị khác thì thế nào, các anh chị phản hồi giúp em ạ. Vâng, chị Diệu Linh đang trao đổi là em gửi hướng dẫn lên hành chính công đi. Dạ vâng ạ, cái này thì em sẽ hướng dẫn lần lượt các bước để đảm bảo các anh chị thao tác được hết những cái bước liên quan tới từ phần xuất khẩu đến phần nhập khẩu nhé. Nên chị đợi em một chút ạ, để em trao đổi thêm với các anh chị xem là các anh chị đã thao tác hết được chưa, thì em sẽ hướng dẫn tới bước tiếp theo ạ. Rồi, em thấy anh chị Ninh Giang và Trung học cơ sở Đông Văn đã được rồi ạ. Chị Ninh Giang cũng đã ok rồi ạ. Vâng ạ, em sẽ trao đổi nhanh lại một chút nhé. Còn anh chị nào vào sau ấy thì em gửi lại cái tài liệu link file Word để các anh chị theo dõi cái phần mà bên em hướng dẫn nhé. Thứ hai nữa đó là trên hướng dẫn file hướng dẫn của bên em thì có kèm cả slide nữa, thì các anh chị có thể tích vào cái slide để xem cái slide chi tiết của bên em nhé. Chính là cái slide này ạ. Sẽ có từng bước ạ. Rồi, em sẽ trao đổi lại một lần nữa nhé. Em sẽ trao đổi nhanh lại một lần nữa. Thứ nhất đó là phần mềm đáp ứng để xuất khẩu được báo cáo mẫu 01A02A. Đó chính là phần mềm MISA MIMOSA 2022 từ phiên bản R2 trở lên. Thì hiện nay phiên bản mới nhất là R6.2 rồi. Các anh chị có thời gian thì các anh chị nên nâng cấp lên để hỗ trợ các tính năng được tốt hơn. Thứ hai nữa là khi mình đã có phần mềm 2022 rồi thì mình sẽ vào phần báo cáo để mình in hai cái mẫu hiện nay đang đáp ứng được phần xuất khẩu, đó chính là mẫu số 01A và mẫu số 02A. Thì mẫu số 01A thì các anh chị tương ứng mình chọn những cái tham số liên quan quý 2 này, rồi chọn các cái phần mục lục ngân sách, nguồn trương khoản, cấp phát, loại kinh phí, chương trình mục tiêu dự án để tổng hợp. Còn những cái trên là mình để tất cả. Tuy nhiên với một số anh chị mà có từ 2 chương trở lên thì mình sẽ phải in từng chương, đúng không ạ? Rồi còn ở phía dưới là mẫu thì mình sẽ chọn mẫu theo nghị định 11 nhé. Đối với mẫu 01A thì mình chọn theo nghị định 11 và mình tích vào chữ đồng ý. Sau đó thì mình sẽ xem báo cáo và mình thấy là trên báo cáo sẽ có cái chữ xuất khẩu dữ liệu đối chiếu ở đây. Thì mình sẽ tích vào chữ xuất khẩu dữ liệu đối chiếu và mình sẽ đặt tên cho cái mẫu này và cho vào cái thư mục. Cho vào cái thư mục mà mình sẽ tí nữa mình sẽ lấy cái báo cáo từ cái thư mục đó ra và mình tích vào chữ save. Thì ở đây các anh chị lưu ý này, có cái phần này là xuất khẩu báo cáo thành công, bạn có muốn mở thư mục lưu không, thì theo em là các anh chị nên tích vào chữ có, vì nhiều khi các anh chị không để ý cái thư mục mình lưu đến lúc sau lại tìm lại không thấy đâu, thì anh chị lưu ý nên tích vào chữ có, tí nữa mình quay lại thì nó dễ hơn, đúng không ạ? Thì đó là mẫu 01A. Mẫu 02A thì mình cũng tích vào ở mẫu 02A. Và mình cũng chọn tham số giống như mẫu 01A, chỉ có điều cái mẫu thông tư này. Đối với phiên bản mới nhất bên em thì các anh chị có thể chọn được cả nghị định 11. Nhưng mà tốt nhất thì đối với có trong phòng Zoom có nhiều anh chị mà các anh chị có thể ở những cái phiên bản khác nhau ấy. Nên là các anh chị cứ chọn cho em thông tư 18 đi. Sau đó tích vào chữ đồng ý. Rồi ạ. Sau đó thì mình cũng tích vào chữ xuất khẩu dữ liệu đối chiếu và mình đặt tên cho cái mẫu báo cáo mẫu số 02A. Và các anh chị lưu ý là khi mình xuất khẩu xong ấy, xuất khẩu hai mẫu xong này, thì hai cái mẫu này thì mình chỉ để hỗ trợ cái việc mình nhập khẩu lên dịch vụ công có số liệu thôi. Chứ các anh chị xuất khẩu xong là các anh chị mở trực tiếp trên máy tính là mình không thấy số liệu ở đâu nhá. Nên là cái này hai cái file này chỉ để hỗ trợ việc nhập khẩu lên dịch vụ công thì anh chị mới nhìn thấy số liệu thôi ạ. Nên là các anh chị lưu ý là mình xuất khẩu ra xong, mình muốn xem lại thì mình xem lại trên phần mềm giúp em nhé. Còn khi đã xuất khẩu ra trên máy tính rồi là mình không xem được cái dữ liệu đấy đâu ạ. Và nó sẽ có cái đuôi là đuôi JSON anh chị nhé. Chứ không phải là Excel hay là PDF của anh chị đâu. Excel, PDF đều không được ạ. Anh chị lưu ý nhé. Nó có tên đuôi là JSON ạ. Là sẽ được ạ.
Rồi, thì đó là về phần bước 1 là mình xuất khẩu báo cáo ạ. Rồi các anh chị phản hồi lại giúp em nhé. Vừa rồi có một số anh chị trao đổi là em hướng dẫn nhanh lại một lần ấy. Thì anh chị trao đổi giúp em là anh chị đã thao tác được rồi thì chat trong khung chat là ok giúp em nhé. Đó là số 1 ạ. Phần xuất khẩu này thì phần các anh chị cứ làm đúng các cái thao tác và chọn đúng cái tham số giúp em là được thôi nhé. Vâng ạ, bây giờ em sẽ hướng dẫn đến bước tiếp theo nhé. Các anh chị đã ok hết rồi thì em sẽ hướng dẫn tới bước tiếp theo. Đó là bước số 2. Khi mình đã có báo cáo rồi thì mình cần sẽ nhập khẩu lên dịch vụ công để đối chiếu đúng không ạ? À, tuy nhiên thì để nhập khẩu được lên dịch vụ công để đối chiếu thì thứ nhất mình sẽ cũng phải có một cái trình duyệt để hỗ trợ cái việc xuất khẩu, nhập khẩu báo cáo. Đó chính là trình duyệt Google Chrome. Trình duyệt Google Chrome là trình duyệt đây em đang để trên màn hình ngay cạnh cái biểu tượng phần mềm ạ. Thì đây chính là trình duyệt Google Chrome. Là một số anh chị có biểu tượng cốc cốc cũng được, trình duyệt cốc cốc cũng được. Tuy nhiên thì em thấy cái Chrome thì nó sẽ ổn định hơn. Thì các anh chị lưu ý là trên máy tính của các anh chị cần phải có cái trình duyệt này nhé. Các anh chị có hết chưa ạ? Trình duyệt trên máy tính của các anh chị em thấy đa số là máy tính anh chị nào cũng sẽ có trình duyệt này đúng không ạ? Có một số anh chị có thói quen là vào cái Firefox này ấy, nhưng mà tạm thời cái Firefox này trong trường hợp nhập đối chiếu thì mình cắt sang một bên giúp em nhé. Mình sẽ dùng cái trình duyệt Chrome này ạ, đồng song hành với cái ở phần mềm MISA là trình duyệt Google Chrome. Vâng ạ, chị Diệu Linh đã có rồi ạ. Vâng ạ, vậy thì khi mình đã có rồi thì mình tích đăng nhập vào giúp em nhé. Mình đăng nhập luôn vào giúp em cái trình duyệt Google Chrome ạ. Vâng ạ, thì các anh chị sẽ đăng nhập lên trình duyệt Chrome giúp em này, trình duyệt Google Chrome này. Bước thứ hai đó là để hỗ trợ cái việc khi mà các anh chị đăng nhập bình thường trên dịch vụ công và thêm mới đối chiếu ấy thì sẽ không có chữ nhập khẩu để các anh chị nhập khẩu số liệu vào. Chính vì vậy mà để hỗ trợ cho các anh chị có cái chữ nhập khẩu thì anh chị cần phải thêm một cái công cụ nữa của MISA, đó là MISA DVC Extension. Thì cái công cụ này em sẽ gửi trong khung chat. Các anh chị mở trình duyệt Chrome lên, sau đó thì các anh chị copy cái đường link mili.vn gạch chéo công cụ DVC và các anh chị dán vào trên cái trình duyệt Google Chrome mà em vừa mới gửi trong màn hình ở trong khung chat đấy, anh chị tích enter một cái. Hoặc là có một số anh chị thì có thể gõ, ví dụ anh chị không copy được thì các anh chị gõ là mili, y đầu tiên là y ngắn, y sau là y dài, gạch chéo công cụ DVC và cũng tích enter giúp em đúng không ạ, thì cũng sẽ ra cái công cụ, tức là cái cửa hàng Chrome trực tuyến này, và nó có cái chỗ công cụ đó là MISA DVC Extension. Đó. Thì anh chị xem giúp em, anh chị vào đây anh chị kiểm tra xem cái công cụ này đã được thêm trên máy tính của mình chưa. Nếu như đã được thêm thì khi các anh chị tích vào cái đường link, nó sẽ có chữ xóa khỏi Chrome đúng không ạ? Hoặc là remove Chrome thì cũng được ạ. Và các anh chị kiểm tra giúp em nhé, các anh chị đến cái bước này các anh chị tích được vào đường link chưa? Và các anh chị thấy cái chỗ cửa hàng Chrome trực tuyến này, MISA DVC Extension này, nó thể hiện như thế nào? Nếu như mà là xóa khỏi Chrome thì là cái phần công cụ này của các anh chị đã được thêm vào trên trình duyệt rồi. Dạ vâng, có anh chị ở mẫu giáo Mỹ Đồng đúng không ạ? Đã trao đổi là có rồi, rồi ạ. Chị Mai Liên cũng có rồi, vâng ạ. Thì mình thấy cái chữ giống trên màn hình của em là được nhé. Nó có cái chữ xóa khỏi Chrome hoặc là remove from Chrome là đều được ạ. Tức là các anh chị đã thêm trước đó, quý trước anh chị đã thêm rồi, đúng không ạ? Đó, thì như vậy là được anh chị nhá. Còn anh chị nào mà thấy cái phần đây, em sẽ xóa đi một chút nhá. Nếu như anh chị thấy chữ xóa khỏi Chrome thì anh chị không cần phải làm gì nữa nhá. Còn nếu như mà các anh chị vào mà thấy là phần mềm
máy báo là thêm vào Chrome thì mình sẽ tích vào để mình thêm nhé. Và sau đó thêm tiện ích nữa thì như vậy cũng sẽ thể hiện là xóa khỏi Chrome. Thì cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu ạ. Mình cứ thấy xóa khỏi Chrome là mình không cần thao tác thêm gì nữa. Nhưng mà thấy chữ thêm vào Chrome thì mình sẽ phải tích vào để thêm nhé. Thì nó hơi ngược nhau một chút thì anh chị lưu ý giúp em. Rồi, các anh chị khác thì thế nào? Em thấy có thêm cả chị Hương Giang nữa rồi. Các anh chị khác ở phía trên thì thế nào ạ? Các anh chị phản hồi giúp em là mình đã thấy cái chỗ Misa DVC Extension chưa? Chị Diệu Linh đã được rồi này. Rồi, các anh chị em thấy cũng khá nhiều anh chị ok. Chị Tươi này. Anh chị Đồng Văn này. Rồi anh chị Mầm Non Phú Quang rồi. Đây ạ, đường link thì mình gõ là mili.vn gạch chéo công cụ DVC giúp em ạ. Sau đó mình tích Enter ạ. Đây, hoặc là em gửi cái trên file chat nhá. Trên khung chat ạ. Đó, thế anh chị tích vào này. Thấy cái chữ xóa khỏi Chrome là được rồi ạ. Còn nếu như mà trường hợp mà mình vào, mình lại thấy thêm vào Chrome hoặc là add Chrome, tức là add Chrome ấy, thì mình lại phải tích thêm vào vì hiện tại mình đang chưa có phần mềm gợi ý để mình thêm vào. Thì mình tích thêm. Miễn làm sao có cái biểu phần là xóa khỏi Chrome là được ạ. Đã đáp ứng được cái yêu cầu này ạ. Rồi anh chị Ninh Giang lấy được cái đường link chưa ạ? Đường link em đã có gửi lại rồi đấy ạ. Đường link em gửi vào trong khung chat rồi. Anh chị tích vào đường link nhé. Copy cái đường link mili.vn gạch chéo công cụ DVC. Nếu như mình không tích vào được, copy được thì mình gõ nguyên cái địa chỉ là mili.vn gạch chéo công cụ DVC. Giống như vừa rồi em chia sẻ được không ạ? Rồi nhấn Enter là được nhé. Tài liệu thì đầu buổi em đã có gửi rồi. Nếu như anh chị vào sau thì em sẽ gửi lại nhé. Cái đường link file Word ạ. Anh chị kéo lên trên thì sẽ thấy em có gõ cái đường link công cụ rồi đấy ạ. Anh chị lấy từ cái chữ mili.vn gạch chéo công cụ DVC nhá. Em vừa chat lại đấy ạ. mili.vn gạch chéo công cụ DVC ạ. Rồi nhấn Enter ạ. Là sẽ ra cái đường link công cụ ạ. Dạ vâng ạ. Rồi thì các anh chị đã làm được bước này rồi nhé. Thì em sẽ đến với bước tiếp theo. Đó là bây giờ mình có công cụ rồi này. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào dịch vụ công nhé. Thì anh chị lưu ý là tuyệt đối là cái trình duyệt mình làm đăng nhập dịch vụ công là sẽ phải bằng Google Chrome anh chị nhé. Tức là cái trình duyệt mà các anh chị vừa thêm cái công cụ này ấy. Thì các anh chị tích vào cái phần địa chỉ ở phía trên, cái thẻ mới ở phía trên ấy. Tích vào luôn giúp em và đăng nhập vào dịch vụ công ạ. Địa chỉ đăng nhập dịch vụ công thì các anh chị gõ tương ứng vào. Đây ạ, em sẽ gửi lại cái địa chỉ dịch vụ công nhé, trong khung chat ạ. Rồi, em gửi cái địa chỉ dịch vụ công vào trong khung chat rồi thì các anh chị thêm cái thẻ mới ở ngay bên cạnh cái chỗ trình, ở cái chỗ mà thêm công cụ ấy ạ. Rồi các anh chị nhấn Enter nhé, thì sẽ vào được ạ. Thì sẽ vào được cái giao diện giống như của em là trang chủ của dịch vụ công. Các anh chị đã thấy quen thuộc rồi đúng không ạ? Rồi các anh chị nào mà tích vào cái đường link mà báo tam giác đỏ thì báo em nhé. Em hướng dẫn ạ. Hoặc là anh chị nào vào hết được rồi thì phản hồi giúp em nhé. Còn anh chị nào mà báo đỏ thì báo cái tam giác đỏ như thế này thì báo em để em hướng dẫn ạ. Còn anh chị nào vào được rồi thì đăng nhập luôn vào giúp em thông tin của đơn vị luôn đi ạ. Rồi có chị Hương Giang báo tam giác đỏ này. Vâng ạ. Anh chị phản hồi giúp em nhé. Anh ví dụ như của chị Mai Liên mà chị vào được rồi thì chị tích vào đăng nhập luôn nhé. Đăng nhập luôn, đăng nhập tài khoản của chị vào luôn nhé. Cái đường link thì em đã gửi rồi nhé. Còn ngoài ra thì các anh chị hoặc là các anh chị gõ là dịch vụ công
kho bạc nhà nước, xong các anh chị tìm kiếm ở phía trên thanh công cụ ấy thì cũng ra cái chỗ đường link là dvc.vat.mof.gov.vn, chị tích vào thì cũng sẽ ra được cái trang chủ của dịch vụ công ở đây ạ. Rồi chị Diệu Linh đã vào được chưa ạ? Có anh chị nào còn thông báo tam giác đỏ không ạ? Rồi của anh chị Tiểu học Xuân Hòa là tích, mình đang thêm vào chôm, thế thì chị tích thêm vào chôm, sau đó tích tiện ích giúp em một đường nhá. Tích thêm tiện ích nữa. Rồi sau mình mới đăng nhập vào dịch vụ công ạ. Rồi ạ, nếu như một số anh chị đăng nhập vào mà báo là tam giác đỏ, báo tam giác đỏ giống như trên màn hình của em được không ạ? Rồi vừa rồi em thấy có chị trao đổi ở phía trên là báo tam giác đỏ đấy ạ. Thì mình sẽ lưu ý là mình tích vào cái chữ nâng cao nhá. Mình sẽ thấy có cái chữ nâng cao ở bên tay trái ấy. Mình tích vào chữ nâng cao và kéo xuống phía dưới nữa thì sẽ có cái chữ là tiếp tục truy cập. Thì mình tích vào thì cũng sẽ ra nhá. Đây ạ. Nếu như mà tiếng Việt của mình ấy thể hiện là tam giác đỏ tiếng Việt ấy thì sẽ có cái chữ nâng cao ở bên tay trái đúng không ạ? Thì mình tích vào chữ nâng cao, xong đó thì phía dưới sẽ có cái chữ tiếp tục truy cập. Đó thì mình tích vào. Còn nếu như mà giao diện tiếng Anh thì nó cũng sẽ có cái chữ advance, thay vì nâng cao thì bên tay trái nó sẽ có cái chữ advance. Nó cùng dòng với lại cái phần màu xanh nền xanh nước biển ấy, thì nhưng mà cái chữ này là nền trắng. Đúng không ạ? Sau đó các anh chị kéo xuống phía dưới nữa thì nó sẽ có cái đường link ở phần gạch gạch chân ấy là dvc.vst, thì anh chị tích vào, tích chuột vào thì nó cũng sẽ truy cập được vào cái trang dịch vụ công của mình nhé. Rồi ạ. Anh chị một số anh chị chưa vào được thì chị thao tác lại xem nhé. Vâng, chị trường tiểu học Xuân Hòa xóa khỏi chôm là đúng rồi chị nhé. Chị không cần thao tác thêm nữa. Thấy ra giao diện xóa khỏi chôm là được ạ. Bây giờ chị thực hiện đăng nhập vào dịch vụ công giúp em nhé. Vừa rồi em đang hướng dẫn dịch vụ công ạ. Mình thêm thẻ mới ở ngay bên cạnh dịch vụ công luôn. Các anh chị lưu ý giúp em là phần thêm tiện ích xong rồi, thêm cái công cụ xong rồi thì mình đăng nhập luôn ở trên cái Google Chrome này nhé. Chứ mình đừng có vào cái Firefox mình đăng nhập ạ. Dịch vụ công mình cũng phải phải sử dụng cái này nhé. Các anh chị thấy biểu tượng Firefox thì các anh chị tắt đi giúp em. Firefox là cái biểu tượng quả cầu lửa đây ạ. Em mở lên song hành các anh chị sẽ theo dõi nhé. Đây thì các anh chị sẽ thấy là cái biểu tượng trên thanh công cụ của anh chị sẽ có một số các cái biểu tượng đúng không ạ? Biểu tượng phần mềm rồi biểu tượng trình duyệt. Thì hiện tại đối với cái phần nhập khẩu đối chiếu này thì mình sẽ sử dụng cái trình duyệt này giúp em nhé. Trình duyệt này trình duyệt đúng. Còn Firefox thì các anh chị bỏ qua giúp em hoặc là anh chị tắt hẳn đi để đỡ nhầm nhé. Chứ theo thói quen là mình tích vào cái biểu tượng quả cầu lửa xong vào không thấy chữ nhập khẩu ở đâu. Rồi các anh chị vào được hết dịch vụ công chưa ạ? Nếu như chưa vào thì anh chị xem là phần mềm có báo thông báo gì không ạ? Thì phản hồi giúp em để em hướng dẫn nhé. Ví dụ như chị Diệu Linh vào được chưa ạ? À, chị Hương Giang lúc nãy báo tam giác đỏ vào được chưa chị? Chị Mai Liên thì vào được rồi này. Chị Trung học cơ sở Đông Văn vào báo lỗi gì không ạ? Chị Diệu Linh vào được rồi ạ. À, vâng, chị Hương Giang cũng vào được rồi, chị Tươi cũng vào được rồi. Vâng ạ. Chị ở Trung học cơ sở Đông Văn vào báo lỗi gì không ạ? Vâng, anh chị kế toán vào được rồi ạ. Vâng ạ. Vâng, chị ở Trung học cơ sở Đông Văn cũng vào được rồi ạ.
Vâng ạ, em thấy anh chị An Hiền cũng vào được rồi này. Có anh chị Mầm Non Đồng Tiến ạ, vẫn chưa vào được ạ. Và em hướng dẫn lại nhanh một chút cái bước này nhé. Bước này thì anh chị lưu ý là mình sẽ vào bằng cái trình duyệt Google Chrome của mình đúng không ạ? Chính là cái trình duyệt mà các anh chị thêm tiện ích vừa rồi em hướng dẫn đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ đăng nhập vào trang dịch vụ công của đơn vị mình. Thì mình gõ theo cái thanh địa chỉ dvc.vst.mof.vn thì sẽ vào được. Và nếu như các anh chị vào được giao diện này rồi thì các anh chị tích đăng nhập thôi. Để anh chị đăng nhập vào trang dịch vụ công giúp em ạ. Tên đăng nhập và mật khẩu, mã xác nhận thì anh chị nhập vào giống như cái dịch vụ công thông thường anh chị làm việc ở trên đó đúng không ạ? Rồi, có một số anh chị sẽ có cái phần đó là báo, em thấy thông thường chủ yếu đó là báo lỗi, đó là lỗi tam giác đỏ, các anh chị không vào được. Thì các anh chị thấy là nếu như tam giác đỏ nhưng mà có chữ tiếng Việt ấy, thì các anh chị tích vào chữ nâng cao ở bên tay trái, chữ nền trắng ấy. Sau đó thì tích vào cái chữ gạch chân phía cuối cùng là tiếp tục truy cập thì các anh chị sẽ đăng nhập được vào ạ. Còn nếu giao diện tiếng Anh thì cũng cái phần đó nhưng mà là chữ tiếng Anh Advanced. Sau đó thì các anh chị tích vào xong thì cũng sẽ có phần gạch chân phía cuối cùng luôn là Proceed to DVC.vst ấy. Thì các anh chị tích vào thì cũng sẽ ra nhá. Thì cũng sẽ đăng nhập được ở đây. Thì bây giờ em đã đăng nhập được rồi. À, em đã vào được cái trang của dịch vụ công rồi. Thì em sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của đơn vị mình. Ví dụ như vậy ạ. Thì bên em cũng có mượn được tài khoản của một anh chị để có thể demo cho tất cả các anh chị cùng theo dõi cái nội dung tiếp theo. Nên em xin phép sẽ đăng nhập vào tài khoản của anh chị đó nhé. Rồi, các anh chị đăng nhập thông tin vào, các anh chị có thể tích lưu mật khẩu cho lần sau nhé. Rồi, thì như vậy mình đã vào được cái trang dịch vụ công của đơn vị rồi. Vâng, chị Thủy cũng vào được rồi ạ. Dạ vâng. Thì các anh chị đã vào được, đăng nhập được hết vào trong này chưa ạ? Anh chị đăng nhập được hết vào rồi, em hướng dẫn bước tiếp theo nhé. Chị ở trường Mầm Non Đồng Tiến á, chị thao tác báo vào dịch vụ công báo lỗi gì không ạ? Chị thử chat riêng cho em xin số Ultraview nhé. Khi chat số Ultraview ấy thì chị để ý là cái chỗ tu ấy thì chị tích là tu Thảo Misa nhé. Chị tích là tu Thảo Misa giúp em ạ. Một số anh chị vào được rồi thì anh chị đợi giúp em một chút nhé. Để cho em hướng dẫn cái bước này thì em xin phép demo với một anh chị chưa thao tác được để các anh chị cùng theo dõi luôn ạ. Các anh chị đợi giúp em một chút nhé. Anh chị cũng thông cảm đợi giúp em một chút. Anh chị Mầm Non Đồng Tiến nhé. Thì trong trường hợp này thì có một anh chị Mầm Non Đồng Tiến đang không vào được. Thì em xin phép sẽ xin cái Ucha của mình để vào xem là máy mình đang bị như thế nào nhé. Anh chị chat riêng cho em nhé. Đừng chat cho mọi người ạ. Chat riêng thì cái chỗ tu everyone thì anh chị tích vào tu Thảo Misa rồi chat cho em ạ. Sẽ có một số trường hợp là đơn vị cài phần mềm diệt virus ấy, dẫn tới là khi mình truy cập vào sẽ báo là bị chặn. Anh chị Mầm Non Đồng Tiến mở được Ucha không ạ? Anh chị phản hồi giúp em nhé. Rồi, khi các anh chị đăng nhập được hết vào cái phần dịch vụ công của các anh chị nhé. À, em vừa trao đổi rồi đấy ạ, mình đừng chat tới mọi người như vậy. Mình chat riêng cho em thôi, số Ucha ấy ạ. Anh chị đăng nhập vào dịch vụ công ở trên này giúp em. Anh chị phải tích vào một phần nhá. Tích vào một cá nhân này, sau đó tích.
Tích vào trang ạ. Chứ em còn chưa thấy anh chị có thao tác vào được đến cái chỗ này cơ. Rồi anh chị đăng nhập vào nhé. Rồi đây, có thông báo tam giác màu đỏ luôn ạ. Thì các anh chị tích vào chữ nâng cao nhé. Sau đó tích tiếp tục truy cập giúp em được không ạ? Rồi thì các anh chị sẽ đăng nhập vào đây ạ. Em kiểm tra xem anh chị lúc nãy cũng đã thao tác được thêm cái gì, cái công cụ chưa nhé. Em còn chưa thấy anh chị vào được cái chôm mà. Đấy, lúc nãy anh chị còn chưa thao tác vào luôn cả cái bước này nữa. Được rồi đấy ạ, bây giờ anh chị đăng nhập vào giúp em nhé. Anh chị mập non đồng tiến tắt Ucha luôn giúp em ạ. Mình thao tác đăng nhập vào giúp em nhé. Vâng, em thấy chị Lê Hương đã thao tác được luôn rồi ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, em sẽ hướng dẫn anh chị bước tiếp theo nhé. Khi chị đăng nhập được vào rồi này, thì mình thấy cái phần màu cam ở bên tay phải được không ạ? Màu cam danh sách DVC ở đây, mình tích vào giúp em. Sau đó cái dòng thứ tư từ dưới lên, mình chọn là đối chiếu xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại kho bạc nhà nước nhé. Anh chị tích vào. Rồi, anh chị tích vào cái phần này thì sẽ có chữ danh sách độ hồ sơ đối chiếu xác nhận số dư ạ. Anh chị vào được hết cái giao diện này thì phản hồi giúp em nhé. Và anh chị vào được hết cái chỗ danh sách hồ sơ đối chiếu xác nhận số dư không ạ? Và cái chữ này là chữ toàn tiếng Việt anh chị nhé. Một số anh chị nào mà có cả lẫn cả tiếng Anh thì báo em hướng dẫn ạ. Còn nếu như tiếng Việt thì giao diện này là được rồi ạ. Vâng, anh chị Ninh Giang được rồi này, chị Tiểu học Xuân Hòa được rồi, chị Thủy được rồi ạ. Và các anh chị khác phản hồi giúp em nhé. Mình vào được đến giao diện này rồi thì phản hồi giúp em ạ. Dạ, có chị Tươi báo tiếng Anh này. Rồi ạ, nếu như chị Tươi báo tiếng Anh nhé, thì chị tích vào cái chữ G ở cái phía trên đúng không ạ? Đây, em hướng dẫn luôn nhé. Chị Tươi tích vào cái chữ G ở phía trên đây giúp em đúng không ạ? Chị thấy cái biểu tượng không ạ? Chị tích vào nhé. Sau đó chị xem là có phải mình bị tích vào tiếng Việt hay không ạ? Nếu như bị tích vào tiếng Việt hay là tích vào cái chỗ luôn dịch tiếng Anh ấy, nó sẽ bị cái tình trạng đó thì chị tích sang tiếng Anh và chị tích vào dấu ghi bật dấu 3 chấm này, chị bỏ luôn dịch tiếng Anh đi. Thì nó sẽ hết ạ. Chị Tươi xem là có mình có thao tác được không nhá. Đây em mở cái hướng dẫn ở trên máy của em ạ. Dạ. Đây, chị sẽ thấy là có cái chỗ cả tiếng Anh, cả tiếng Việt ấy. Thì mình tích vào cái chữ G này. Sau đó mình tích sang phần tiếng Anh và bỏ cái tích luôn dịch tiếng Anh đi giúp em đúng không ạ? Hoặc là nó có cái dấu 3 chấm ấy, thì cũng chị cũng tích vào thì nó sẽ hết nhá. Rồi còn anh chị nào bị tiếng Anh nữa không ạ? Anh chị tiểu học và trung học cơ sở Thanh Phú thì đang gặp chỗ nào, vấn đề chỗ nào ạ? Rồi em sẽ demo trên máy của chị Tươi nhé. Chị Tươi đang gặp cái vấn đề là tiếng Anh đấy ạ. Đây, thể hiện tiếng Anh không giống như cái giao diện của em đúng không ạ? Thì chị nhìn ở phía trên này, góc chữ G đúng không ạ? Nó có tích vào cái nó thể hiện là dịch trang này. Thì mình tích vào nhé. Chị đang để tiếng Việt này. Thì chị bỏ tích luôn dịch tiếng Anh đi giúp em và tích sang tiếng Anh. Thì nó sẽ giống giao diện của em đúng không ạ? Thì như vậy là được rồi chị Tươi nhé. Thì chị Tươi sẽ thao tác tiếp theo những cái hướng dẫn của em ạ. Vừa rồi em hướng dẫn trên máy của chị Tươi đấy ạ. Anh chị tích vào cái chữ G ở bên phía góc bên trên nhá. Đúng không ạ? Tích vào cái nó sẽ, mình chỉ cần chỉ chuột vào thôi, nó sẽ báo là dịch trang này. Thì mình tích vào và thấy mình xem giúp em là có bị báo là luôn dịch, đang bị tích vào luôn dịch tiếng Anh không. Thì mình bỏ tích đi giúp em và tích sang cái chữ tiếng Anh thì nó sẽ được ạ. Rồi anh chị ở trung học cơ sở Đông Văn làm theo hướng dẫn nhá. Rồi ạ. Khi các anh chị đã vào được đến cái giao diện này rồi nhé, thì anh chị sẽ tích thêm mới đối chiếu giúp em, đúng không ạ? Mình sẽ tích vào thêm mới đối chiếu.
và mình chọn đến mã quan hệ ngân sách của đơn vị mình. Và mình chọn mẫu tương ứng mẫu 01A và mẫu 02A giúp em nhé. Và các anh chị sẽ chọn tương ứng đến mẫu 01A và mẫu 02A. Danh sách bảng đối chiếu sẽ thể hiện hai mẫu ở đây ạ. Em vào lại danh sách đối chiếu xác nhận số dư nhé. Sau đó em thêm mới đối chiếu này. Em chọn mẫu tương ứng là mẫu 01A và mẫu 02A các anh chị nhé. Đây ạ, em chọn tương ứng và chọn hai mẫu này. Mẫu 01A và mẫu 02A. Rồi các anh chị đã chọn được mẫu chưa ạ? Vâng ạ, khi anh chị chọn xong mẫu nhá thì mình tích vào lần lượt vào bút sửa này và mình kéo xuống phía dưới. Trước tiên kiểm tra giúp em xem thấy chữ nhập khẩu chưa ạ? Anh chị mà thấy chữ nhập khẩu rồi thì là được ạ. Rồi, có anh chị đã thấy chữ nhập khẩu rồi ạ. Nếu như mình đã thấy chữ nhập khẩu rồi thì trước tiên là mình chưa vội nhập khẩu nhé. Mình điền giúp em thông tin chung ở phía trên trước. Mình chọn quý này. Đối chiếu theo thì hiện tại mình đang đối chiếu theo quý. Nên mình sẽ chọn quý là quý 2. Mã chương thì mình gõ mã chương tương ứng của đơn vị mình. Mã cấp ngân sách và loại dự toán. Dự toán chính thức. Sau đó thì anh chị kéo xuống phía dưới. Tích vào chữ nhập khẩu. Và mình chọn tương ứng tới hai cái mẫu mà vừa rồi mà mình vừa xuất khẩu ra ở bước 1 đấy ạ. Thì mình xem mà cái thư mục lưu lúc nãy mình lưu ở đâu. Ví dụ như của em lưu ngoài màn hình này. Em chọn báo cáo đối chiếu quý 2 này. Em chọn tương ứng mẫu 01A vào. Em tích open vào. Đó thì số liệu của em sẽ tự động chạy vào luôn nhá. Các anh chị thấy rất nhanh đúng không ạ? Tự động chạy vào luôn. Rồi sau đó các anh chị tích vào chữ cập nhật giúp em là sẽ được nhá. Tương tự như vậy cho mẫu 02A. Thì các anh chị cũng chọn giúp em tham số đầu tiên ở phía trên đi. Thông tin chung đi ạ. Rồi. Sau đó thì mình mới tích vào chữ nhập khẩu ở đây. Và mình chọn tương ứng tới mẫu 02A của mình. Các anh chị đợi trong giây lát phần mềm sẽ tự động chạy vào đúng không ạ? Đó. Sau đó thì mình cũng tích vào chữ cập nhật. Đó. Thì như vậy mình đã nhập khẩu xong. Sau khi nhập khẩu xong thì các anh chị tích vào cái chữ lưu để lưu cái hồ sơ này nhé. Rồi có một số anh chị, có hai anh chị đang trao đổi đó là không thấy chữ nhập khẩu đúng không ạ? Thứ nhất đó là bên em có phần lưu ý cho các anh chị nếu như không thấy chữ nhập khẩu nhé. Có ba lưu ý ạ. Thứ nhất đó là các anh chị đã đăng nhập vào Zoom đã đăng nhập dịch vụ công bằng Google Chrome chưa ạ? Chính là cái biểu tượng mà vừa rồi em trao đổi với các anh chị là yêu cầu bắt buộc phải có đấy ạ. Đó là yêu cầu đầu tiên, đó là anh chị phải đăng nhập được vào dịch vụ công bằng cái Google Chrome này đúng không ạ? Anh chị xác nhận giúp em anh chị đã đăng nhập đúng cái biểu tượng này chưa? Rồi anh chị đồng văn đã được rồi này. Rồi tiếp theo, anh chị đã thêm cái công cụ vừa rồi em chia sẻ chưa? Anh chị gõ mili.vn gạch chéo công cụ DVC. Rồi tích Enter xem được chưa ạ? Mình xem thấy cái chữ xóa khỏi Chrome chưa ạ? Nếu như xóa khỏi Chrome là được rồi ạ. Đây là bước mình kiểm tra lại thôi. Anh chị kiểm tra giúp em nhé. Thêm cái công cụ này mình đã được thêm trên máy tính của mình chưa? Nếu như mà phần mềm anh chị tích vào đường link mà hiện ra là thêm vào Chrome thì mình phải tích thêm vào Chrome nhé. Khi nào mà thấy chữ xóa khỏi Chrome thì mới được ạ. Đúng không ạ? Lưu ý số 3 nữa đó chính là cái phần tiếng Anh ấy, tức là các anh chị thấy là có cái chữ import hoặc là
trên máy của anh chị không giống giao diện của em, nó có cực cả tiếng Anh cả tiếng Việt đấy. Thì mình tích vào chữ G ở bên góc bên tay phải và sau đó tích sang mục tiếng Anh và bỏ tích luôn dịch tiếng Anh đi nhá, giống như trên giao diện của em là được. Đó, thì đó là ba cái lưu ý để có chữ nhập khẩu và sau đó anh chị F5 lại cái dịch vụ công của anh chị và các anh chị thêm mới lại cái báo cáo của mình. Rồi anh chị trung học cơ sở Đồng Văn thao tác được chưa ạ? Rồi vừa rồi có chị Thủy nữa này. Rồi anh chị trung học cơ sở Thanh Phú ạ. Anh chị kiểm tra giúp em ba cái yêu cầu để có chữ nhập khẩu ở trên dịch vụ công nhá. Đó là ba yêu cầu ạ. Xong đó thì nếu như có chữ nhập khẩu rồi thì mình điền đầy đủ thông tin vào và tích nhập khẩu và chọn đến cái mẫu CSON, cái đuôi CSON mà bước 1 mình vừa xuất khẩu ra ấy, mình nhập khẩu vào, thì như vậy là mình sẽ có hai cái mẫu báo cáo này và sau đó mình tích lưu hồ sơ thôi. Lưu hồ sơ xong thì các anh chị sẽ kiểm tra và anh chị tích gửi phê duyệt. Kế toán sẽ gửi phê duyệt cho kế toán trưởng. Kế toán trưởng cắm chữ ký số vào và phê duyệt và gửi cho chủ tài khoản. Chủ tài khoản cắm chữ ký số của chủ tài khoản vào và đăng nhập dịch vụ công bằng tài khoản của chủ tài khoản để phê duyệt và gửi cho kho bạc. Thì lúc này khi phê duyệt thành công rồi thì mình sẽ chờ kho bạc xác nhận cái đối chiếu của mình nữa thôi. Em sẽ gửi lại ba cái lưu ý này vào trong khung chat nhé, hoặc là em đang để trên màn hình đấy ạ, các anh chị có thể tích vào nhé. Vâng, đối với phần chủ tài khoản phê duyệt ấy thì các anh chị hoặc là kế toán trưởng phê duyệt thì anh chị có thể dùng luôn cái trình duyệt Chrome cũng được, hoặc là nếu như anh chị dùng quen Firefox rồi thì anh chị đăng nhập trên Firefox cũng được. Chỉ riêng cái bước nhập khẩu đối chiếu thì mình mới cần làm trên, bắt buộc là làm trên Chrome thôi. Còn các bước sau này thì anh chị thao tác ở bước nào, anh chị thao tác trên trình duyệt nào cũng được nhé. Vì bước phê duyệt đó thì mình không cần chữ nhập khẩu. Còn cái việc Google Chrome thì chỉ để các anh chị có thể nhập khẩu được báo cáo lên thôi. Anh chị phê duyệt ở trình duyệt nào cũng được nhé. Chị Diêu Linh làm đến bước nào rồi không được ạ? Chị không thấy chữ nhập khẩu hay như thế nào ạ? Hay chị không chọn được file lên ạ? Dạ vâng, bây giờ mình gửi phê duyệt nữa là xong chị ạ. Mình gửi phê duyệt nữa là xong chị nhé. Chị Mai Liên ạ. Chị làm xong thì chị tạo mới hồ sơ, lưu xong hồ sơ thì bây giờ chị tích vào. Lưu hồ sơ xong thì sẽ có cái chỗ mã hồ sơ đây này. Thì mình sẽ tích vào đây và mình tích gửi phê duyệt ạ. Đầu tiên là kế toán sẽ gửi cho kế toán trưởng. Thì sau đó kế toán trưởng cắm chữ ký số vào để phê duyệt. Kế toán trưởng phê duyệt xong chuyển cho chủ tài khoản, chủ tài khoản đăng nhập bằng tài khoản của chủ tài khoản để phê duyệt và cắm chữ ký số vào để phê duyệt và gửi cho kho bạc nữa là được. Thì cái bước phê duyệt thì anh chị dùng trình duyệt nào cũng được nhé. Đó, anh chị có cái phần vẫn có một số anh chị trao đổi là Misa DVC extension không thể hiện tiếng Việt cũng được ạ. Cái đó không quan trọng, mà chỉ quan trọng cái chỗ dịch vụ công anh chị cần thể hiện tiếng Việt thôi ạ. Đúng không ạ? DVC extension nếu như mà thể hiện tiếng Anh thì anh chị cứ để như vậy nhá. Không vấn đề gì đâu ạ. Rồi chị Diệu Linh chat riêng cho em xin cái số Ucha nhá. Em thấy chị Tươi đã báo xong rồi ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, em thấy có một số anh chị đã xong rồi nhé. Vâng ạ. Chị Diệu Linh chat riêng cho em xin cái số Ultra View nhé. Chat riêng cho em ạ.
Em thấy có một số anh chị đã báo xong rồi. Vâng ạ. Chat riêng tức là có cái chỗ mà chị đang chat là to everyone ấy, thì bây giờ chị chọn lại là to, nó có cái chữ bên cạnh là có cái dấu này này, thì chị chat là to Thảo Misa giúp em này, có cái chỗ dấu đây này, chị tích vào to Thảo Misa giúp em. Để em chọn lại chị này. Ví dụ như em đang to tới Châu Misa chẳng hạn, thì bây giờ chị chọn tới Thảo Misa giúp em. Và em thấy có anh chị cũng trao đổi, anh chị ở tên Zoom VER đã trao đổi là xong rồi ạ. Dạ vâng ạ. Và anh chị nào mà xong rồi thì cũng phản hồi trong khung chat cho em biết, em xem là các anh chị đã đến bước nào và xong rồi hay chưa nhá. Đó. Và sau khi anh chị gửi phê duyệt xong thì mình chỉ chờ kho bạc xác nhận lại cái đối chiếu của mình, xem là đối chiếu thành công chưa nữa là được ạ. Chị dùng điện thoại cũng được ạ. Chị dùng điện thoại nhưng mà chị mở cái Ucha trên máy tính của chị ạ, chị Diệu Linh ấy ạ. Rồi chị cũng chọn là chọn tương ứng giúp em ạ. Anh chị trường mầm non Quỳnh Côi, anh chị thêm tiện ích được chưa ạ? Cái phần tiện ích thì không cần phần tiếng Anh cũng được ạ. Đấy nha, em sẽ thử vào cái Ucha của anh chị ở trường mầm non Quỳnh Côi nhá. Anh chị tích vào này, em nhờ chút này, anh chị tích vào nhá. Đây, anh chị tích vào, anh chị còn không phải là tiếng Anh cơ, anh chị là còn tiếng gì đó, em cũng không biết nữa. Rồi sau đó thì mình đăng nhập lại giúp em dịch vụ công nhé. Anh chị đăng nhập lại giúp em dịch vụ công ạ. Chị Diệu Linh chat cả cái ID nữa nhé. Mình mật khẩu không em không vào được đâu ạ. Rồi nhé. Bây giờ anh chị trường mầm non Quỳnh Côi này. Anh chị thấy là thông tin này. Anh chị tích vào danh sách nhé. Chọn đối chiếu này. Rồi, ở đây của anh chị là tiếng Việt hết rồi. Thì bây giờ mình tích thêm đối chiếu thôi. Rồi mình chọn mã quan hệ ngân sách này. Được không ạ? Chọn mẫu đối chiếu này, tương ứng mẫu 01 này, mẫu 02 này. Rồi, sau đó anh chị tích vào bút sửa nhá. Đó, thì ở đây đã có chữ nhập khẩu cho mình rồi đấy ạ. Thì bây giờ mình nhập thông tin phía trên xong nhá. Mình chọn mẫu vào nữa là được ạ. Chọn tương ứng mẫu mà mình vừa xuất khẩu ở bước 1 ra nữa là được chị nhá. Rồi chị mầm non Quỳnh Côi làm tiếp giúp em ạ. Em xin phép sẽ thoát nhé. Chị tắt luôn cái Ucha của chị đi vì lúc nãy chị chat phía trên cho mọi người ấy. Được ạ. Chị mầm non Quỳnh Côi làm tiếp nhé. Như vậy là được rồi đấy, có chữ nhập khẩu rồi ạ. Còn em sẽ vào máy của chị Diệu Linh nhé. Rồi chị Diệu Linh lên dịch vụ công chọn giúp em xem là chị chưa thêm mới đối chiếu chị Diệu Linh ạ. Chị phải tích thêm mới đối chiếu nhá. Sau đó chị chọn tương ứng vào được không ạ? Chọn mẫu 01A02A vào đây thì mới được ạ. Rồi chị tích bút sửa đi ạ. Rồi có chữ nhập khẩu rồi nhá, chị tích vào chữ nhập khẩu chị ạ. Đây chị chọn thông tin phía trên giúp em đã, rồi tích vào chữ nhập khẩu nhá. Rồi chị cái mẫu lúc nãy chị chọn ở đâu? Chị để các quý là đúng rồi, chị chọn quý 2 thôi. Em sẽ hướng dẫn chi tiết một các anh chị nhá. Đấy, chị chọn rồi, chị chọn mã chương, chị gõ mã chương vào nhá. Mã chương là mình tự gõ vào ạ. Rồi mã cấp ngân sách thì chị chọn ạ. Rồi cấp 3 này, loại dự toán chọn dự toán chính thức ạ. Rồi ạ, sau đó chị tích vào chữ nhập khẩu nhá. Rồi, chị chọn lên cái mẫu mà vừa rồi em hướng dẫn ở bước 1 ấy.
Chị để ở đâu ạ? Đây đối chiếu quý ạ. Đúng rồi. Rồi, chị tích open. Đó, vào được rồi chị nhá. Thì chị tích vào chữ cập nhật được không ạ? Chị tích vào chữ cập nhật rồi. Tiếp theo mẫu 02 chị cũng tích vào bút sửa đi. Bút sửa, cột sửa ấy. Đúng rồi. Rồi chị cũng điền thông tin vào. Sau đó chị tích nhập khẩu nhá. Rồi tích cập nhật nữa là được ạ. Anh chị trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Phú, anh chị đã thêm chữ anh chị đã thêm công cụ vào trên trình duyệt của mình chưa? Chị Thủy, em đã thấy chị Thủy báo được rồi này. Anh chị Ninh Giang là đến bước nào rồi chưa được ạ? Anh chị Ninh Giang làm đến bước nào chưa được trao đổi với em nhá, em hướng dẫn thêm ạ. Tại vì là cái này thì em đang demo trên một số anh chị để các anh chị theo dõi luôn ấy. Nên là anh chị chú ý trên màn hình nhá. Có một số anh chị thì đang đang gặp một số trường hợp tương tự thì em đang hướng dẫn đấy ạ. Chị Diêu Linh tích rồi ạ. Đấy, thì chị đang gửi phê duyệt đấy ạ. Bây giờ chị cắm chữ ký số vào kế toán trưởng để chị phê duyệt nhá. Rồi sau đó chị vào tài khoản của lãnh đạo để phê duyệt nữa là được ạ. Em xin phép sẽ thoát Ucha chị Thủy nhá. À chị Diệu Linh. Anh chị trung học cơ sở Thanh Phú được chưa ạ? Anh chị trung học cơ sở Thanh Phú được chưa ạ? Chưa được thì chat riêng cho em xin số Ucha View nhá. Vâng ạ, nếu như mà chị đến cái bước phê duyệt chủ tài khoản thì báo lỗi thì chị thử thoát ra vào lại xem nhé. Hoặc chị đăng nhập trên trình duyệt khác giúp em chị Liên nhé. Tại vì đến cái bước phê duyệt thì là cái bước ở trên dịch vụ công rồi. Cái phần đó thì bên em không can thiệp được vào ạ. Nên là nhờ chị có thể F5 lại hoặc là đăng nhập đăng xuất ra ấy. Có thể lúc chị phê duyệt nó bị lỗi nghẽn mạng hay như thế nào đó ấy. Thì mình thử lại giúp em thôi ạ. Còn đến phần phê duyệt là bên tài khoản của bên dịch vụ công rồi. Chị Diệu Linh, bây giờ chị phải cắm chữ ký số của kế toán trưởng vào để phê duyệt. Sau đó thì vào chủ tài khoản của chủ tài khoản phê duyệt lần nữa để gửi cho kho bạc nhé. Khi nào mà cái trạng thái báo là chờ kho bạc nhà nước duyệt ấy. Nói chung là phải có cái trạng thái của chờ kho bạc nhà nước. Thì khi đó thì mới được ạ. Vừa rồi em thoát trước nên em chưa rõ lắm chị có bước được chưa, nhưng mà chị có thấy giống như cái hồ sơ chứng từ chị đẩy đi ấy, phải có trạng thái chờ kho bạc nhà nước thì mới được. Như vậy là sẽ được. Còn đến những cái bước sau khi chị kiểm, sau khi chị đã thao tác rồi thì chị cứ cắm chữ ký số vào giống như việc chị đẩy chứng từ đi thôi. Nên là cái đó thì các anh chị làm tiếp theo giúp em nhé. Cái đó là những thao tác tiếp theo ở trên dịch vụ công, tương tự như cái việc mình đẩy chứng từ đi thôi. Các anh chị thao tác tương tự giúp em ạ. Em vào trường máy của anh chị ở trung học cơ sở Thanh Phú rồi ạ. Anh chị vào bằng cốc cốc à? Rồi của anh chị như vậy là xóa khỏi Chrome, như vậy là được rồi. Bây giờ anh chị tích giúp em ở cái công cụ tiếp theo này để mình đăng nhập vào dịch vụ công đúng không ạ? Anh chị đăng nhập trên luôn trên cốc cốc giúp em. Rồi tích vào chữ nâng cao nhá. Sau đó tích tiếp tục truy cập ạ. Cái này vừa rồi em hướng dẫn rồi. Rồi bây giờ anh chị tích đăng nhập vào nhá. Đó, anh chị đăng nhập vào dịch vụ công giúp em ạ. Rồi, đúng rồi, anh chị tích thêm đối chiếu nhá, đúng rồi ạ. Rồi, chọn mẫu 01 này, mã quan hệ ngân sách này, sau đó chọn mẫu 01 này, 02, anh chị chọn tương ứng giúp em nhá. Rồi, mẫu 02 nữa, rồi ạ, sau đó mình tích bút sửa. Rồi, có chữ nhập khẩu rồi anh chị nhá, anh chị tích vào chữ nhập khẩu ở đây, và chọn đây cái mẫu vừa rồi mình đã xuất khẩu ra ấy.
Không biết anh chị xuất khẩu ở đâu thì anh chị chọn đến đúng chỗ đấy giúp em nhé. Đó rồi, ví dụ như vậy. Mình chọn một mẫu tương ứng, đây là trường tiểu học và trung học cơ sở đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Cái này nếu như mà anh chị lưu ý ạ, cái này nếu như mà cùng một chương ấy, ví dụ của mình là cùng chương 622 thì mình nhập chung luôn ở đây là ngã ngành 072, 073 đúng không ạ? Hay là 071 đấy. Vâng ạ, chứ còn mình không tách riêng làm hai mẫu đâu. Nếu như anh chị tách riêng làm hai mẫu thì không biết là anh chị có, trước đây anh chị có đối chiếu hai mẫu không? Nếu như mà đối chiếu hai mẫu thì anh chị làm tương ứng nhé. Như vậy là được rồi đấy ạ. Anh chị trung học cơ sở Thanh Phú anh chị làm tiếp nhé. Rồi còn anh chị nào mà không xuất khẩu được báo cáo lên nữa không ạ? Không nhập khẩu được báo cáo lên nữa không ạ? Thì phản hồi em hướng dẫn nhé. Trong buổi ngày hôm nay mục tiêu của mình là các anh chị thao tác được xuất khẩu báo cáo từ phần mềm ra này, sau đó nhập khẩu được báo cáo lên dịch vụ công. Còn những cái bước phê duyệt tiếp theo thì nhờ anh chị làm tiếp theo giúp em nhé. Vì cái đó là thực tế là trên trang dịch vụ công của mình và bên em cũng không can thiệp được trong cái trường hợp đó. Các anh chị sẽ xem là nếu như phê duyệt báo lỗi hay như thế nào đó thì anh chị thử F5 lại trang hoặc là đăng nhập lại để thử lại giúp em nhé. Mọi thao tác phía sau cái phần phê duyệt thì anh chị làm giống như phần gửi chứng từ đi thôi. Anh chị phê duyệt lần lượt từng cấp từ kế toán trưởng tới chủ tài khoản, phê duyệt xong thì sẽ được gửi đi để chờ kho bạc nhà nước xác nhận ạ. Trường hợp của chị Diệu Linh cũng tương tự như vậy ạ. Cái phần đó thì nhờ chị thao tác xem giúp em hoặc là F5 lại đi ạ. Chị tải lại trang hoặc chị đăng xuất ra, chị đăng nhập vào lại đi ạ. Rồi ạ, trong buổi Zoom ngày hôm nay thì đã tất cả các anh chị đều đã thao tác được nhập khẩu được báo cáo lên dịch vụ công chưa ạ? Thì phản hồi trong khung chat giúp em nhé. Còn anh chị nào chưa thao tác được thì phản hồi lại để em hướng dẫn ạ. Còn nếu như các anh chị đã thao tác được rồi thì cũng phản hồi lại trong khung chat giúp em ạ. Chị trường tiểu học Xuân Hòa làm đến bước nào rồi chưa được ạ? À, anh chị trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Phú nhé. Phần này nếu như mà trường hợp của mình nhập khẩu cả cấp 1, cấp 2 thì mình quay lại cái phần mềm, đúng không ạ? Mình quay lại phần mềm của mình và mình chọn tương ứng cái chỗ phần mẫu báo cáo ấy. Tại vì em đang thấy anh chị tách riêng ra, đúng không ạ? Anh chị tách riêng ra nên bây giờ anh chị xuất khẩu lại báo cáo và anh chị chọn nguồn chương khoản tất cả giúp em. Chắc là em thấy anh chị tách riêng ra khoản 072 và 073 đúng không ạ? Bây giờ mình để chu cái khoản là khoản tất cả giúp em. Anh chị chỉ cần xuất một cái thôi. Anh chị cần xuất một mẫu thôi và anh chị nhập khẩu lại nhá. Anh chị vào lại phần mềm anh chị xuất khẩu lại báo cáo đi ạ. Còn nếu anh chị muốn tách riêng thì em cũng chưa rõ là quý trước của anh chị thế nào. Nếu như quý trước anh chị cũng tách riêng như vậy thì anh chị có thể làm như vậy nhá. Còn theo em thì chỉ cần làm một cái thôi, nó cũng tại vì trên báo cáo nó đã thể hiện khoản ở đây rồi, 073 072 của anh chị rồi. Anh chị tách riêng thì nếu như quý trước anh chị tách riêng được thì anh chị có thể dùng tách riêng. Còn không thì mình làm chung một cái trên báo cáo ấy. Bằng cách là anh chị vào lại báo cáo, anh chị xuất khẩu lại giúp em nhé. Anh chị vào lại báo cáo, anh chị xuất khẩu khoản ở đây thì mình đừng chọn khoản riêng ra. Mình chọn khoản tất cả giúp em. Rồi sau nhập khẩu lên là được thôi ạ. Tương tự như vậy trong mẫu 02A chị nhé. Nhưng mà mình xem lại quý trước của mình đi ạ.
Vâng ạ, em thấy có anh chị ở trường mầm non đô thị Sài Đồng ấy đang trao đổi là gửi phê duyệt thì báo đang quay tít à, đang quay mãi ấy. Thì nếu như không ấy, nếu như trình duyệt chôm không được ấy thì mình đăng xuất ra mình dùng trình duyệt Firefox thông thường giúp em nhé. Cả chị Diệu Linh cũng vậy, chị Diệu Linh vừa rồi cũng báo là phê duyệt không được ấy, thì anh chị có thể chuyển sang trình duyệt Firefox giúp em. Vì có thể trình duyệt chôm này nó không phê duyệt được thì mình chuyển sang trình duyệt Firefox ạ. Cái phần phê duyệt thì anh chị dùng trên trình duyệt nào cũng được, không yêu cầu phải trên chôm. Anh chị đổi sang Firefox giúp em cũng được. Chị Diệu Linh cũng vậy nhá, chị thao tác đổi trình duyệt giúp em ạ. Rồi còn anh chị nào chưa nhập khẩu được báo cáo lên không ạ? Anh chị nào chưa thao tác được đến bước nhập khẩu báo cáo lên không ạ? Thì phản hồi trong khung chat giúp em nhé. Rồi có anh chị đang trao đổi là chị vào dịch vụ công trên Chrome không được đúng không ạ? Mẫu thông tư 18 anh chị nhé, anh chị Ninh Giang ạ, mẫu thông tư 18 giúp em ạ. Rồi anh chị ở trạm trạm cấp nước ạ, Phú Bình ạ, anh chị chat riêng cho em xin số U Chai nhé, em vào xem anh chị đang thao tác đến bước nào không được ạ. Bước thêm dịch vụ châu à vào chôm bằng vào dịch vụ công bằng chôm không được ạ. Anh chị bên phần trạm cấp nước và môi trường ạ, anh chị chat riêng cho em xin số U Chai nhé. Anh chị Đinh Giang thì chọn thông tư 18 ạ. Mẫu tùy chỉnh sẽ không có chữ xuất khẩu đâu ạ. Em vào được máy của anh chị ở trạm cấp nước rồi. Anh chị vào dịch vụ công không được đúng không ạ? Anh chị đang gõ không đúng cái địa chỉ. Đây ạ, anh chị tích vào chữ nâng cao giúp em nhé. Phần này em đã lưu ý rất nhiều lần rồi ạ. Sau đó tích vào tiếp tục truy cập là được. Rồi em xem anh chị đã thêm công cụ chưa nhé. Rồi anh chị đã thêm công cụ rồi ạ. Vậy bây giờ anh chị đăng nhập vào nhé. Anh chị đăng nhập vào, sau đó thì mình sẽ thêm báo cáo đối chiếu và mình thực hiện nhập khẩu báo cáo lên ạ. Đây anh chị đợi em một chút nhé, anh chị đang bị cả tình trạng tiếng Anh tiếng Việt đấy đây ạ. Thì anh chị tích vào cái chữ G phía trên này, sau đó tích bỏ tích luôn dịch tiếng Anh đi nhé và tích sang tiếng Anh là được ạ. Được rồi đấy ạ, bây giờ mình thêm giúp em mẫu đối chiếu 02 nữa nhé, rồi sau tích vào bút sửa đó, và khi đó thì mình sẽ thấy cái chữ nhập khẩu đúng không ạ.
Mình thấy chữ nhập khẩu và mình sẽ chọn mẫu báo cáo lên là được nhé. Và lưu bộ hồ sơ này ạ. Rồi ạ, anh chị, còn anh chị nào đang không xuất khẩu lên được nữa không ạ? Không nhập khẩu được lên báo cáo không ạ? Vâng ạ, nếu như hiện tại các anh chị xác nhận lại giúp em nhé. Các anh chị xác nhận lại giúp em là các anh chị đã thao tác được hết những cái bước hôm nay em trao đổi chưa ạ? Mục tiêu của mình là các anh chị nhập khẩu được báo cáo lên dịch vụ công và có một bộ hồ sơ để gửi cho kho bạc ạ. Em thấy không anh chị phản hồi cho anh chị thao tác được hết rồi đúng không ạ? Em sẽ tóm tắt lại một chút nội dung buổi ngày hôm nay nhé. Buổi ngày hôm nay thì em đã hướng dẫn các anh chị cách mình xuất khẩu báo cáo và nộp báo cáo đối chiếu lên dịch vụ công. Thì đối với phần mềm đáp ứng sẽ là phần mềm 2022 từ R2 trở lên. Tuy nhiên anh chị nên nâng cấp lên phần mềm phiên bản mới nhất của bên em để được hỗ trợ những tính năng tốt hơn. Thứ hai nữa đó là đối với mẫu báo cáo thì mình lưu ý là khi chọn mẫu tương ứng thì mình chọn mẫu mà không có chữ tùy chỉnh giúp em nhé. Cái thứ hai nữa đó là phần nhập báo cáo. Nhập báo cáo thì trước tiên là mình phải dùng trên trình duyệt Chrome hoặc là Cốc Cốc. Thứ hai nữa là mình thêm cái công cụ MISA DVC Extension vào và sau đó mình nhập khẩu lên. Nhập khẩu xong thì mình sẽ lưu bộ hồ sơ và gửi phê duyệt cho các cấp. Dạ vâng, hướng dẫn thì bên em sẽ gửi qua email anh chị nhé. Anh chị chat email vào trong khung chat thì cuối buổi hôm nay bên em gửi cái tài liệu này đồng thời có video bên em có ghi hình lại trong buổi sáng hôm nay sẽ gửi lại anh chị ạ. Rồi, phía trên thì em không thấy ạ. Còn anh chị nào trao đổi liên quan tới phần nhập khẩu số liệu nữa thì anh chị ở trường tiểu học Xuân Hòa nhé. Anh chị chat riêng cho em xin số cho view. Em cho xem trên máy của anh chị thể hiện như thế nào mà anh chị đang không thao tác được nhé trên dịch vụ công ạ. Anh chị trường tiểu học Xuân Hòa. Vâng ạ. Thì em xin phép các anh chị không còn câu hỏi gì liên quan tới nội dung này nữa thì em giải đáp nốt câu hỏi của anh chị Xuân Hòa. Buổi Zoom của mình sẽ được tổ chức từ 8:30 tới 10 giờ liên quan tới nội dung xuất khẩu và nộp báo cáo cho dịch vụ công ở trong quý 2. Và em nhận được OCHA view của chị ở trường tiểu học Xuân Hòa rồi. Em mở mic lên cho bên mình trao đổi luôn nhé. Chị ở trường tiểu học Xuân Hòa nhé. Chị mở mic lên trao đổi luôn với em ạ. Trên máy của chị sẽ báo là nút unmute hoặc là bỏ tắt tiếng ấy. Thì chị tích vào giúp em nhé. Chắc là chị đang vào Zoom bằng điện thoại đúng không ạ? Dạ vâng. Alo. Vâng ạ, dạ. Của chị là đang gặp vấn đề về cái nguồn 15 đúng không ạ? Nguồn 15 với nguồn 28 em. Vâng, nguồn 15 với nguồn 28 ạ. Của chị là trên máy, trên báo cáo của chị vẫn thể hiện trên phần mềm ạ. Vẫn thể hiện mà chị vào chỗ nghiệp vụ nhập số dư ban đầu để xóa nhưng mà lại không thấy nó. Nó có mà ở trong báo cáo đối chiếu thì nó lại vẫn còn. Đây ạ, nguồn 15 và nguồn 28 đây đúng không ạ? Rồi ạ. Đây thì em sẽ xem cái thông tin dữ liệu của chị này. Rồi, bắt đầu từ năm 2022 rồi. Vậy mình sẽ vào nghiệp vụ nhập số dư ban đầu để mình xóa nó đi. Nhưng mà với lại một cái nữa là chị vẫn khi chị in lên báo cáo thì nó lại vẫn là thể hiện là cái của trường cũ.
tên vẫn là trường mầm non Xuân Bình chứ không phải là tiểu học Xuân Hòa. Thực tế đây là dữ liệu của trường Xuân Hòa đúng không ạ? Đúng rồi, số liệu của Xuân Hòa đấy, Rồi. nhưng mà em nhìn thấy trên trên màn hình nó vẫn thể Em hiện là thấy rồi. trường mầm non Xuân Bình đấy. Ừ, em thấy rồi ạ. Chị chat cho em xin cái mã quan hệ ngân sách của đơn vị nhé. Chị chat trong khung cửa sổ trò chuyện giúp em ạ. Rồi, em nhận được cái mã quan hệ ngân sách của chị rồi nhé. Cái này là do giấy phép sử dụng của mình thôi. Hôm trước các bạn cũng nói chị do giấy phép rồi, các bạn cũng gửi giấy phép về nhập thành công rồi, nhưng mà sao không không hiểu sao lại vẫn khi 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 làm khi tắt máy làm xong rồi làm lại lại vẫn bị. Đây, Thì em các đăng ký chị cho phải chị nhờ nhá. visa hỗ trợ rồi. Đây ạ. Trường tiểu học Xuân Hòa đây ạ. Đây rồi, chị thích vào trợ giúp nhá. Đặt hàng và đăng ký giấy phép sử dụng này. Đấy, nó vẫn là Chọn mầm giúp non em Xuân tiểu học Bình. Xuân Hòa nhé. Thích đăng ký là được ạ. Được rồi đấy chị ạ. Đây, trường tiểu học Xuân Hòa rồi chị nhé. Rồi, cập nhật thì chị sẽ cập nhật sau giúp em nhé. Rồi Chị nên nâng cấp lên R6.2 nhưng mà chị cập nhật sau giúp em ạ. Bây giờ chị em. vào phần nghiệp vụ nhé. Chọn nhập số dư này. Nhập số dư ban đầu. Gõ tài khoản 008 giúp em nhé. Rồi, của chị... Thứ nhất là do của chị đang có những cái nguồn ở bên trong này nên dẫn tới là nó còn dư. Của chị là 15 không còn dư đúng không ạ? 15 và nguồn Bây 28. giờ chị muốn xóa 15 và 28. Rồi nguồn 28 thì nó ở bên trong đây thì chị xóa vào đây. Xóa dòng đi. À, lại phải vào trong đấy hả? À, dạ. Còn nguồn Để 15 là tìm năm ngoái chị có 700. chi nguồn 15 không? 700 triệu đúng không ạ? Đúng rồi, chị thanh toán tạm ứng của năm 20 chuyển qua, 21 lại thanh toán tạm ứng cho nên là nó lại. Dư đang dư 700 đúng không ạ? Bây giờ mình xóa 700 đi nữa là được ạ. Vâng ạ. Rồi bây giờ chị in lại nhé. Thì tốt nhất là mình nên xử lý từ phần mềm vì sau đó xuất ra dịch vụ công chị không cần phải chỉnh sửa gì cả. Bây giờ chị chưa sửa trên phần mềm ấy. Đây như sẽ như này đúng không ạ? Đúng rồi, chuẩn rồi. Nhưng Vâng. mà ý là cái mẫu 02A thì lại phải là bằng thông tư 18 mà em. Đối với bản hiện tại của chị thì chị chọn thông tư 18 ấy ạ. Còn nếu như chị nâng cấp lên phiên bản mới nhất rồi thì chị chọn thông nghị định 11 cũng được. Thực ra hai mẫu thì em thấy nó cũng tương tự nhau thôi. Nên là chị thao tác cái nào cũng được. Rồi, em chờ chị tí đợi nhá, để chị thử thử đóng cái dữ liệu này, chị mở lại dữ liệu nó xem nó có báo là bắt chị phải nhập cái ấy nữa không nhá. Chờ Vâng chị ạ. một tí. Vâng ạ. Vâng, chị ở trường Ninh Giang nhé. Chị cập nhật xong mẫu 01 thì sau đó chị lại tích vào bút sửa để chị nhập khẩu cho mẫu 02. Nhập khẩu xong hết hai mẫu thì mình tích cập nhật giúp em. Đây em này. Tích Nó lưu. vẫn thể hiện là các bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chuyện, nhưng mà tiếp theo thì như nào? Chị đóng đi, chị đóng hết đi là được. Được rồi đấy ạ. Chỉ có việc đóng thôi Vâng ạ, chị chị. đóng lại cửa Thì sổ cứ lại thấy đi là được. chị làm thứ tiếp theo là nó sẽ ra một cái gì đó nữa nên chị không làm. Vâng ạ, dạ. Chị cảm Rồi ơn nha, thì để chị như vậy là làm. được rồi nhá, chị xuất Thì khẩu chị lại gửi nữa là cái được ạ. cửa mai em gửi cái hướng dẫn này cho chị, gửi cho các bạn chị với Vâng nhá. ạ. Dạ vâng ạ. Rồi, Chị rồi chat email trong khung chat cho em được nhé. à, rồi chị cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Em chào chị ạ. Em tính năng ra đây chỉ đây Dạ vâng ạ, thì nhân tiện đây thì em cũng xin phép giới thiệu cái tính năng mới ở trên cái phần mềm phiên bản mới nhất của bên em. Nên là nếu như anh chị còn hạn nâng cấp ấy, thì anh chị nên khi mà các anh chị đăng nhập vào phần mềm có báo là có phiên bản mới ấy, thì anh chị nên nâng cấp lên giúp em. Vì hiện nay thì bên em có một cái tính năng khá là hay ở trên phần mềm phiên bản mới, đó chính là chat trực tiếp với nhân viên tư vấn của Misa. Thì anh chị thấy trên khi anh chị đăng nhập vào nhé, anh chị nào bản mới của bên em rồi sẽ có cái hình bong bóng chat đây ạ. Thì các anh chị sẽ có thể tích vào nhé. Tích vào xong đó thì mình sẽ đăng ký cái thông tin của đơn vị mình là tên, số điện thoại và email. Sau đó thì có thể tích vào để chat trực tiếp với bên em khi nào các anh chị có nhu cầu cần hỗ trợ vấn đề gì. Anh chị chat trực tiếp vào đây. Giống như trên màn hình em đang để tích chat trực tiếp với
hỗ trợ trực tuyến ấy, thì anh chị tích bắt đầu chat là được nhá. Thì anh chị cần khi mà mình có vướng mắc gì thì mình chat vào đây, bên em sẽ có các bạn sẽ phản hồi hướng dẫn cho các anh chị ạ. Ngoài ra thì bên em có cái kênh hỗ trợ ở trên Facebook, đó là cộng đồng hỗ trợ Misa Mimosa. Thì các anh chị chưa tham gia nhóm thì mình có thể tham gia nhóm để đăng những cái nội dung khi anh chị gặp vướng mắc nhé. Hoặc là đối với những cái nghiệp vụ thực tế của các anh chị thì anh chị cũng cứ đăng lên. Sẽ có các anh chị kế toán ở các đơn vị khác, nếu đã gặp trường hợp tương tự thì có thể comment hướng dẫn cho các đơn vị mình. Còn đối với có anh chị trao đổi đó là những cái hướng dẫn liên quan tới cho người bắt đầu đúng không ạ? Nếu như hiện trước đây thì bên em đã có tổ chức các cái buổi Zoom về hướng dẫn cho các anh chị với các cái khóa đào tạo liên quan tới phần hướng dẫn cho các anh chị mới bắt đầu thao tác ở trên phần mềm. Thì bên em cũng đã có những cái video ghi lại rồi. Thì anh chị, em sẽ gửi lại những cái video này để các anh chị xem nhé. Thì đây là những cái nội dung bên em đã đào tạo này. Thì các anh chị tích vào cái phần đó là phần khóa cơ bản. Bên em sẽ có 4 buổi, 4 video tương ứng với từ phần nhập số dư ban đầu này đến các cái nghiệp vụ liên quan tới lương, bảo hiểm này, rồi nộp trả, nộp phục hồi và tài sản cố định và các nghiệp vụ cuối năm. Thì em sẽ gửi hướng cái đường link này vào trong khung chat để các anh chị lấy các cái video bên em đã đào tạo nhé. Ngoài ra thì bên em sẽ có liên tục các cái lớp Zoom. Chính vì vậy mà anh chị nào chưa tham gia cái nhóm Zalo của bên em thì anh chị nên tham gia cái nhóm Zalo này. Anh chị mở cái Zalo cá nhân của mình lên, sau đó quét nhanh mã QR em để trên màn hình nhé, để tham gia nhóm Zalo. Bên em có những cái lịch đào tạo mới nhất sẽ gửi tới các anh chị. Anh chị tham gia kịp thời, ví dụ sau này sẽ có những cái khóa về cơ bản chẳng hạn, thì khi đó thì các anh chị sẽ tham gia để cùng trao đổi với bên em về những cái vướng mắc các anh chị đang gặp phải nhé. Thì đó là một số những cái nội dung mà các anh chị cũng có trao đổi với em. Vâng ạ, như vậy là buổi Zoom sáng nay thì em đã trao đổi xong liên quan tới nội dung xuất khẩu báo cáo và nhập khẩu báo cáo từ phần mềm MISA lên dịch vụ công để đối chiếu báo cáo đối chiếu quý 2. Em thấy đã các anh chị đã thao tác cái phần này khá là ok rồi. Thì em buổi Zoom sáng nay của bên em cũng tổ chức tới 10 giờ, thì em xin phép sẽ kết thúc buổi Zoom ở đây ạ. Các anh chị có vướng mắc gì thêm thì các anh chị đăng thêm những cái nội dung lên các cái kênh hỗ trợ miễn phí của bên em, để bên em sẽ có các bạn sẽ giải đáp và hướng dẫn cho các anh chị nhé. Vâng, và em xin phép sẽ kết thúc buổi Zoom ở đây ạ. Hẹn gặp lại các anh chị ở những buổi Zoom tiếp theo của MISA. Em xin chào tất cả các anh chị ạ. Misa, một tình yêu cho chúng ta. Misa, một niềm tin đôi dạng người. Vinh quang chẳng được trông gai vươn tới những đỉnh cao. Bạn ơi hãy đến đây nào, cùng hát lên nào, hát lên cho một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên công nghệ, kỷ nguyên trí tuệ Việt Nam vươn cao. Bạn ơi hãy đến đây nào, cùng hát lên nào.
dạng người vinh quang, chẳng được trông gai vươn tới những đỉnh cao. Misa, một tình yêu cho chúng ta. Misa, một niềm tin nuôi dạng người vinh quang, chẳng được trông gai vươn tới những đỉnh cao. Bạn ơi hãy đến đây nào, cùng hát lên nào, hát lên chào một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên công nghệ, kỷ nguyên trí tuệ, trí tuệ Việt Nam vươn cao. Là người Mỹ.